Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với live stream của Thẩm Mỹ Tuấn Anh nhé. Hiện tại thì ekip của chúng tôi cũng đang hoàn thiện nốt ca những khâu cuối cùng của ca cắt cơ cong mày và nâng cung mày cho khách hàng tới từ Hà Nội nhé. Và bác sĩ quản của chúng ta hôm nay cũng đã vừa thực hiện xong ca phẫu thuật vừa rồi. Thì chúng ta cùng lại gần với bác sĩ quản để nghe chia sẻ của bác sĩ quản nhé. Xin chào bác sĩ quản ạ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta có một chị khách hàng đến từ Hà Nội, có cái tình trạng là chị hay bị cái có cái động tác cau mày, nên là cái nếp nhăn ở cái vùng trán giữa hai lông mày của chị rất là rõ. Ở cái tại trạng thái thả lỏng này thì chúng ta nhìn sẽ không được rõ lắm, nhưng tuy nhiên là khi mà chị đi làm việc thì nó nhìn nó khá là rõ, nên là chị muốn xử lý cái vấn đề cái nếp nhăn ở giữa hai lông mày này do cái cơ cau mày. Ngoài ra thì khi mà khám thì chúng tôi thấy là cái da thừa ở trên cung mày của chị đổ xuống khá là nhiều. Đồng thời là cái mắt của chị á, thì chúng ta có thể quan sát thấy cái mức độ mà bị sụp mí bẩm sinh của chị rất là nhẹ thôi. Nên là cái mắt bên trái của chị nó sẽ nhỏ hơn cái mắt bên phải một chút. Đó, thì chúng tôi sẽ tiến hành là xử lý toàn bộ những cái vấn đề này cho chị. Cái thứ nhất là chúng tôi sẽ cắt nâng cung mày để lấy cái da thừa, trả lại cái nếp mí hồi trẻ cho chị. Đồng thời qua cái đường cắt nâng cung mày này thì chúng tôi sẽ xử lý cắt cái cơ cau mày để giải quyết cái nếp nhăn này cho chị. Cho nên là cái đường sẹo của cắt cơ cau mày nó sẽ không có, mà nó sẽ nằm vào cái đường cắt nâng cung mày luôn. Thì sau này cái đường cắt nâng cung mày nó sẽ vào cái phần lông mày của mình, sẽ không nhìn thấy sẹo đâu cả. Đó. Thế còn cái mắt to mắt bé của chị, đó, chúng ta có thể quan sát thấy cái mắt bên trái nó nhỏ hơn một chút, tuy nhiên là nhìn nó cũng mất thẩm mỹ. Thì chúng tôi đã tiến hành là thu ngắn cơ nâng mi cho chị một chút. Thì hiện tại là cái tình trạng mắt của chị hai bên đã cân đối bằng nhau. Thế thì chúng ta có thể phỏng vấn chị một chút về cái quá trình làm. Tuy nhiên là chị làm bên một số cái cơ quan mà chị không muốn lộ hình ảnh, nên là chúng ta có thể phỏng vấn chị có qua cái hình ảnh nghiêng. Dạ vâng ạ, cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Quảng ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lại gần với khách hàng sau khi chị thực hiện xong phẫu thuật nhé. Dạ em chào chị ạ. Dạ chị ơi, chị có thể cho em xin những chia sẻ của mình sau khi mình thực hiện ca phẫu thuật vừa rồi được không ạ? Chị có cảm thấy đau không ạ? Chị rất hồi hộp đúng không ạ? Trong đó. Và với cái diện mạo mới này của mình thì chị có cảm thấy hài lòng không? Đúng ạ. Dạ, chị biết tới bác sĩ đúng ạ? Chị biết tới bác sĩ Tuấn Anh qua đâu ạ? Qua bạn bè chị giới thiệu ấy. Có một số chị anh cũng làm thì thấy đẹp, nhưng mà chị cũng rất là tin tưởng chị lắm. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Và với cái diện mạo mới này của chị thì em cũng chúc chị sẽ tự tin hơn trong cuộc sống và hạnh phúc hơn và gặt hái được nhiều thành công hơn ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Hiện tại thì ekip thẩm mỹ của Tuấn Anh của chúng tôi cũng đã vừa thực hiện xong ca cắt cơ cau mày và lưng cung mày cho khách hàng. Và trong cái tháng 10 này thì tất cả các dịch vụ thẩm mỹ của Tuấn Anh đang được giảm giá 25%. Các chị em nào đang quan tâm thì hãy nhanh tay inbox với fanpage nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.